một tư thế thật là thoải mái, hít thật sâu vào và rất là bình an, hít một hai hơi rất bình an và thở ra hoàn toàn thư giãn. Bây giờ bạn chọn tư thế nào giúp thân thể thật là thoải mái, thả lỏng người để khí huyết trôi chảy một cách tự nhiên. Giờ đây bạn hãy quan sát hơi thở của mình một cách nhẹ nhàng và bình an. Bây giờ đây bạn hãy quay về bên trong của chính mình. Nội tâm của chúng ta yên lặng, hoàn toàn tập trung vào hơi thở. Bạn hãy để cho bản thân mình ngồi thật là thoải mái trên chiếc ghế của bạn. Và đầu tiên hãy nhận biết về cơ thể của bạn. Bạn đã làm việc suốt cả ngày, nó đã phục vụ bạn. Và giờ đây hãy để cho các cơ ở chân, rồi các chân hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Bụng và các cơ của bụng, nơi thường hay bị căng cơ, hoàn toàn thư giãn. Tiếp theo đến phần ngực của bạn và đôi tay. Tiếp theo phần cổ, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều được thư giãn và hít thở thật sâu. Hít vào thật bình tĩnh và thở ra, hãy bỏ đi mọi căng thẳng. Thật sự hãy đưa không khí vào tận sâu bên trong phổi và dưới bụng. Giờ đây bạn hãy quay về với chính mình, đang hiện diện với chính mình cùng sự thoải mái. Bạn hít vào sự và thở ra hoàn toàn thư giãn. Những nghĩ suy bận trong ngày hãy để qua một bên. Bạn đi sâu vào trong tĩnh lặng và bạn rút quy tất cả năng lượng vào bên trong và nói với chính mình: tôi đang ở đây, tôi đang hướng vào bên trong và hoàn toàn thư giãn. Tôi hướng vào sức mạnh nội tại của mình và trong trạng thái kết nối nguồn ánh sáng tinh tế của chính tôi. Bạn hãy cho phép bản thân bạn lắng nghe, xung quanh bạn hoàn toàn an ổn và tĩnh tại như thể bạn đã là. Bạn là người chứng kiến chính mình, là người lắng nghe. Khi bạn trở nên có mặt với chính bạn, bạn có thể chứng kiến một cách dịch chuyển tinh tế mà thực tế bạn trở thành người quan sát chính mình, và bạn có thể cảm nhận sự thực hiện không gian cơ thể và tâm hồn. Cơ thể này với sự yên tĩnh tâm trí, môi trường và toàn bộ của bạn, toàn bộ được trấn tĩnh. Bạn nói với chính mình: tôi đang ở đây, tôi đang nhận thức, tôi đang có mặt và tôi đang lắng nghe. Giờ đây hãy hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận sự ấm áp đang ôm lấy trái tim tràn đầy tình yêu thương của bạn. Và
bạn cảm nhận sự tinh tế của tâm trí đang rất bình an, sẵn sàng đón nhận và thấu hiểu. Giờ đây hãy hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận sự ấm áp đang ôm lấy trái tim tràn đầy tình yêu thương của bạn, và cảm nhận sự tinh tế của tâm trí để nhận ra mỗi người đều có lăng kính riêng qua cách nhìn từ tôn giáo, triết học, liệu pháp, các tác giả, các diễn giả, các vị thầy. Và vị thầy chính mình để nhìn ra cuộc đời. Tất cả những bài học, những vai diễn thuộc về bản thể, bạn nhận ra một bài học từ những sai lầm để thừa nhận lòng, và từ lòng biết ơn chịu trách nhiệm, tình yêu thương thông qua quy luật hấp dẫn để không thu hút thêm những sai lầm tương tự. Bạn nhận ra những sai lầm của một vai diễn xảy ra xuất phát từ cội nguồn bản thể của chính mình, từ khởi thủy sang thế đến nay. Vậy nên việc chịu trách nhiệm 100% về việc đã gây nên những vấn đề để giải quyết là cần chịu trách nhiệm. Bạn nhận là tâm ấn chính là người bạn trong tôi, là người bạn có tất cả những ký ức từ lúc sáng thế mà bị chồng chất gây nên những nút thắt để một nỗi tâm trầm cảm. Tôi cần giải phóng nút thắt hiện nay một cách hành thông. Hãy nói với chính mình: thương lắm, cảm ơn bạn vì đã hiện hữu trong tôi, và tôi xin lỗi nếu lâu nay tôi đã lơ là, không chấp nhận chăm sóc bạn một cách chu đáo. Tôi đã lợi dụng bạn, đã không nhìn nhận bạn và đã gây nên phiền muộn tích tụ. Phần đó chính là ký ức của tất cả các vấn đề lỗi lầm. Tôi đã không biết đến bạn, tôi đã khiến bạn đau buồn. Tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi yêu thương bạn. Tôi cảm ơn bạn đã sẵn sàng buông bỏ để tôi và bạn thoát khỏi ký ức đau buồn, để bạn và tôi nắm tay vào siêu nhiên. Thương lắm, cảm ơn bạn đã hiện hữu trong tôi, và thật sự biết ơn đã có bạn trong tôi, chăm sóc tôi như hằng hà thời gian kể từ lúc khởi thủy. Hãy tha thứ cho tôi, bởi vì tôi đã không biết đến bạn, đã gây cho bạn nhiều tổn thương đau đớn và u buồn. Tôi xin lỗi bạn. Thương lắm, cảm ơn bạn đã hiện hữu trong tôi. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha lỗi cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi nhận thức một trong 7 phẩm chất của bản thể nguyên thủy là tình yêu thương. Hãy thỉnh nguyện tình yêu thương để chỉnh sửa những tư tưởng sai lệch bên trong, từ nhiều đời nhiều kiếp của mình vốn gây nên những vấn đề cho chính mình trước tiên, và gây ra những vấn đề cho những người khác, biến vấn đề thành tình yêu và hạnh phúc một cách tự nhiên. Giờ đây tôi hiểu phương thức hiệu chỉnh biến lỗi lầm thành phép màu hạnh phúc là dùng tình thương và chịu trách nhiệm để hóa giải các cảm xúc sai lạc về việc đã gây ra vấn đề, bất kể đó là sự phẫn uất, sợ hãi, nóng giận, trách cứ, hoang mang,
đau khổ, hổ thẹn, thờ ơ, tổn thương, căng thẳng, kiêu hãnh. Tôi nhận thức và đã hiểu ra những gì mà đã thấy ở chính mình hay ở người thân, họ hàng, tổ tiên, bè bạn, láng giềng, đồng nghiệp cũng tồn tại bên trong tôi, liên quan từ những vấn đề sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, mối quan hệ hay những mối dây vận hành cuộc sống. Cho nên mọi sự chữa lành chính là tự chữa lành, không một ai khác đã thực hiện ngoài việc này. Trong bước tiếp theo, tình thương sẽ báo thích năng lượng để hóa giải từ ký ức, để trả lại trạng thái hư vô trong rộng, được phóng thích những vấn đề đã lưu trữ nhiều đời nhiều kiếp. Tôi vận hành cuộc sống và các mối quan hệ của tôi theo những hình bước sau đây. Vũ trụ vật chất này là một sự hiện thực hóa các tư tưởng của tôi. Nếu tư tưởng của tôi một ruộng, chúng sẽ tạo nên một cuộc sống một ruộng. Nếu các tư tưởng của tôi hoàn mỹ, chúng sẽ tạo nên một thực tại đầy tình yêu thương. Tôi chịu trách nhiệm 100% về việc đã tạo ra vũ trụ vật chất hiện tại. Tôi chịu trách nhiệm 100% về việc hiệu chỉnh những tư tưởng sai lạc đã tạo ra một thực tại cũ. Không có gì là ở bên ngoài, mọi thứ đều tồn tại dưới dạng tư tưởng và tâm trí tôi. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi, xin cảm ơn bạn. Giờ đây tôi đã chọn một sai lầm để chữa lành và học từ sai lầm quá khứ, những bài học quý giá từ lòng biết ơn. Tôi xin biết ơn trường hợp của một vị cảnh sát đã dựng xe và phạt trong tín hiệu tôi vượt đèn giao thông. Tôi xin biết ơn vị cảnh sát vì họ muốn bảo vệ tôi khỏi sự nguy hiểm do lái xe vượt đèn tín hiệu. Bởi vì sao họ cũng một sự giúp đỡ tuyệt vời với tôi. Tôi biết ơn cảnh sát vì đã nghĩ đến việc nhắc nhở tôi để tôi tập trung lái xe. Biết ơn và biết ơn. Đó, tất cả những điểm biết ơn vì họ đã giúp tôi. Với những người tiếp theo, bạn nhìn ra những điều tốt đẹp nhất để biết ơn, biết ơn và biết ơn. Giờ đây bạn sẽ thoát ra khỏi tình trạng du dương thôi miên này bằng việc đếm từ 1 đến 3. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ hoàn toàn thức tỉnh và trở về với thực tại. 1. Bắt đầu thức tỉnh. 2. Ý thức về những việc chung quanh. Bạn cảm thấy hài lòng, an toàn và dễ chịu, nhìn về phía trước với tất cả kết quả tích cực tuyệt vời từ buổi thôi miên này. 3. Cảm giác hết sức tuyệt vời, và giờ đây bạn hoàn toàn thức tỉnh. Và bây giờ chúng ta hãy neo lại với năng lượng của lòng biết ơn. Hít thật sâu và hãy neo lại. Hãy cảm nhận và đặt vào trái tim của mình. Cảm nhận năng lượng rung động, một tầng sóng rung động của lòng biết ơn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi, xin cảm ơn bạn.
Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Yêu thương và biết ơn.